Tối qua, lễ khai mạc Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 với chủ đề Tâm điểm giao thoa hành trình sống động đã được tổ chức tại công viên 23 tháng 9. Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố diễn ra đến ngày 9 tháng 4, cũng là sự kiện thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, phát triển du lịch kinh tế của cả nước. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tham dự lễ khai mạc. Không gian kích cầu du lịch trong khuôn khổ ngày hội có gần 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là nơi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng du lịch chào bán và mua sản phẩm dịch vụ, gặp gỡ và kết nối hợp tác, tìm kiếm chương trình khuyến mãi giảm giá. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, với việc các thị trường du lịch quốc tế truyền thống đã mở cửa lại hoàn toàn, các nút thắt, điểm nghẽn về chính sách tạo thuận lợi cho du lịch phát triển được Quốc hội, Chính phủ quan tâm tháo gỡ, toàn ngành du lịch cần phải nắm bắt, tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển đột phá. Và Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để các địa phương tiếp cận gần hơn với các thị trường khách đa dạng, không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số lãnh sự quán, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đã đến thăm gian hàng du lịch Bình Thuận, dành thời gian trao đổi với các doanh nghiệp du lịch, xem trình diễn văn nghệ và thưởng thức nước ép Thanh Long, một sản phẩm đặc trưng của Bình Thuận được giới thiệu tại ngày hội lần này. Đồng thời chúc mừng tỉnh đăng cai năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hội tụ xanh. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, gian hàng du lịch Bình Thuận thu hút sự quan tâm của nhiều du khách với các hoạt động đa dạng và trải nghiệm thực tế như vòng quay may mắn, ảo thuật. Trên sân khấu của gian hàng còn liên tục diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ diễn viên nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn. Bên cạnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những nét đẹp hấp dẫn của điểm đến du lịch tại gian hàng du lịch Bình Thuận, Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh còn là dịp để các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú giới thiệu nhiều chương trình kích cầu đặc biệt chỉ có trong năm du lịch quốc gia 2023 đến với thị trường khách nội địa trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Các chương trình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Dù số lượng đơn vị tham gia không nhiều, nhưng quầy hàng của các cơ sở lưu trú luôn nhận được sự quan tâm lớn không chỉ của người dân mà cả các đơn vị lữ hành chuyên về thị trường Bình Thuận. Nhiều voucher và chương trình khuyến mãi dành cho khách mua sản phẩm ngay tại ngày hội du lịch. Các gói sản phẩm được hầu hết các đơn vị xây dựng dựa vào thế mạnh du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng như các gói combo 2 ngày 1 đêm, combo 3 ngày 2 đêm tặng kèm một số dịch vụ tại resort như spa, xông hơi và giảm giá dịch vụ ăn uống khi mua combo với mức giảm giá dao động từ 10 đến 20%. Em thấy là giá hợp lý, tại vì thường là mấy cái resort em nghe nói là rất là đắt. Cho nên mà em thấy ở đây là giảm giá là một đêm như là có 1 triệu mấy à, thì em thấy là nó hợp lý. Cho nên là nếu mà có cơ hội em sẽ đi tham quan ở đây. Nhất là khách công ty, khách đoàn á, thì rất là quan tâm tuyến điểm Bình Thuận, tại vì ở đây có bãi biển, rồi có thể phù hợp các chương trình team building. Rồi thứ hai nữa là đi về trong ngày, 2 ngày 1 đêm, nó cũng tiện. Rồi cuối cùng cũng là về giá cả, chi phí nó phù hợp cho đối tượng khách công ty, khách đoàn. Không chỉ giới thiệu chào đón tại ngày hội du lịch, một số đơn vị còn áp dụng cho các chương trình chào hè cũng như kéo dài cho đến khi bắt đầu mùa đón khách quốc tế. Chúng tôi đem đến các gói khuyến mãi đặc biệt chào hè, không chỉ giảm giá mà còn phục vụ buổi tối với hải sản nướng mang hương vị Phan Thiết. Đây là cơ hội để đơn vị chúng tôi có thể kết nối các khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn, việc tham dự Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội tốt để Bình Thuận giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch cũng như các chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch trong năm 2023 đến với thị trường du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường khách tiềm năng thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Bình Thuận giới thiệu các chuỗi sự kiện liên tỉnh, quốc gia và quốc tế sẽ được tổ chức tại Bình Thuận trong năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh. Thưa quý vị, chương trình Món ngon Bình Thuận, điểm nhấn của gian hàng du lịch Bình Thuận tại Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh đem đến nếp mới trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch năm nay. Chương trình thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại ngày hội. Tại chương trình, các thành viên của chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Bình Thuận đã giới thiệu và hướng dẫn khách tham quan cách làm món lẩu thả và chả giò cá trích. Khi đến với Bình Thuận, du khách có thể dễ dàng tìm đến và thưởng thức các món ăn này bởi nó rất phổ biến, được nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn và resort
đưa vào thực đơn phục vụ. Để tăng sự tương tác và tạo sự sinh động cho chương trình, ban tổ chức còn lồng ghép giới thiệu các giá trị ẩm thực đặc sắc của địa phương thông qua việc trình chiếu các video clip, tổ chức mini game để giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và con người Bình Thuận. Trong những cái món em từng ăn thì em thích nhất là cái món gỏi cá chích. Bởi vì khi mà gỏi cá chích thì ngọt ngọt, mềm mềm, rồi mình cuốn chung với bánh tráng và rau răm. Trong đó còn có như là đậu phộng, hành tây nó rất là thơm và giòn nữa. Ăn rất là cuốn và rất là thích. Đặc biệt cái món lẩu thả này là rất ngon. Khi mới thử nếm vào đã có vị ngọt ngọt, vị cay cay, rồi vị hương thơm của các loại gia vị sản phẩm. Ở đây không gian của mình thì có là rất là nhiều hoạt động sôi nổi, như là tạo những câu hỏi, những phần quà là cho những bạn trẻ đến họ tìm hiểu du lịch, hoặc là những cô chú anh chị đến. Với lại có những hoạt động như là ẩm thực, góp vui cho các bà con ở bên đây. Bên cạnh những điểm đến hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên phong phú, các di tích lịch sử đa dạng, các lễ hội giàu truyền thống, con người hiền hòa mến khách, thì ẩm thực cũng là một yếu tố quan trọng góp phần thu hút du khách đến với Bình Thuận. Do vậy, du lịch ẩm thực cũng sẽ là một trong những sản phẩm mà Bình Thuận đẩy mạnh quảng bá trong năm nay.